Theo Xì Năm Cho Anh Em Nhà Mọt, Tôn Ngộ Không hay còn được gọi với cái tên thân mật là Ngộ Khỉ. Tôn Ngộ Không chính là Linh Minh Thạch Hầu, một trong tứ hầu hỗn thế, là người có công chính trong việc đưa Đường Tăng đi phượt sang Tây Trúc, tranh thủ đi lấy chân kinh luôn. Có rất nhiều phiên bản Tôn Ngộ Không với những câu chuyện khác nhau về con khỉ này. Hôm nay, Năm Cho Anh Em sẽ phải cười nhức nách với ba phiên bản Tôn Ngộ Không hài hước và bá đạo nhất. Anh em ủn đít để Mọt bắt đầu nào! Video, nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo và để lại bình luận để ủng hộ chúng tới nhé các bạn thân mến. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 3. Ngộ Không tin người trong The Monkey King năm 2014, Tây Du Ký, Đại Náo Thiên Cung. Xin trân trọng giới thiệu với Năm Cho Anh Em, đây là con khỉ đá Tôn Ngộ Không. Thật ra thì nhìn nó giống như đang ở trong một lớp kính hơn là trong đá. Các ông đừng có cười tôi, bây giờ tôi thoát ra khỏi đấy cho các ông xem đây này. Ngon rồi, giờ thì đi tìm sư phụ để học phép thuật cho đúng nguyên tắc đi mày. Ơ kìa, đạo diễn gặm cần hay gặm cỏ mà lại để sư tổ đi tìm Tôn Ngộ Không thế này. Mà thôi kệ đi, với sự thông minh và nhanh nhẹn thì chả mấy chốc đã học được một tuyệt chiêu. Anh em cho Mọt xin tên của chiêu thức này với. À mà học được pháp thuật rồi thì phải kiếm vũ khí thôi, xuống gặp Long Vương thì cái gì mà chả có. Đầu tiên là xin được một bộ giáp, nhưng có giáp thôi thì chưa đủ, mình xuống tìm vũ khí mà. À mày đây rồi, nhìn thì to thế thôi chứ anh nhấc phát là lên ngay ấy mà. Không ai cho mà tự nhiên lấy thì là ăn cắp rồi. Long Vương đăng bài bóc phốt ngộ khỉ trên Face, Ngọc Hoàng đọc được bèn cử thiên binh thiên tướng xuống đòi lại. Ôi may quá được anh Ngưu tới cứu rồi, thằng Ngưu Ma Vương này cũng không tầm thường đâu. Ngày trước nó vì muốn đưa vợ lên thiên đình nhưng không chịu trả tiền phí BOT, hậu quả là bị đánh và đẩy xuống Hỏa Diệm Sơn. Nay nghe tin Ngộ Khỉ có máu mặt trên giang hồ nên tới bàn việc lớn. Nó xui Ngộ Khỉ lên thiên đình quậy phá, Ngộ Khỉ thì vốn ham chơi, đã học rốt lại còn nghịch ngu. Nghe anh Ngưu dỗ ngon mấy câu thôi là đồng ý luôn, em ở nhà giữ sức khỏe đấy nhé, anh đi đây. Ông nhõi vừa bước lên cổng thiên đình thì bị hù trong một trận. Không làm khó được anh đâu nhé. Kể ra con đường thăng quan tiến chức của Ngộ Khỉ cũng lên như diều gặp gió. Có một lần xui con ngựa thần chạy đi chơi, thế là được phong luôn cho chức quan chăn ngựa. Khổ nỗi chăn ngựa không đủ ăn, sẵn gặp vườn đào tiên nên ghé vào xin vắng chủ vài quả ăn cho đỡ đói. Ăn trộm là dở rồi, gặp lính triều đình là bị táo ngay. Lính triều đình kỷ niệm trong một trận đòn rồi nhốt vào lò bát quái. Vô ích thôi các anh ạ. Giờ thì chú tính sao, thích thì vào đây solo với anh. Dương Tiễn làm gì có cửa mà, Ngộ Khỉ quay về Hoa Quả Sơn để khoe thành tích thông chốt của mình. Nhưng lúc này đám đệ tử đã oảng hết rồi, nhưng Ma Vương bảo là do triều đình sai quân lính giết đấy. Cay không, lại chả cay quá đi ấy chứ. Ngộ Khỉ biến hình rồi xông thẳng lên thiên đình luôn, đánh nhau mệt bở mồ hôi đít mới biết là chuyện đó là do thằng Như Ma Vương làm, tất cả là âm mưu của nó vì nó muốn đưa vợ con lên đây mà. Ôi giời ơi, đã bị lừa lại còn bị đánh nữa à, đập cho con trâu một trận đi chứ khỉ. Theo anh em thì kèo này Ngộ Khỉ thắng được không? Bình thường thì không thắng được, nhưng đạo diễn đã hút cần nên kiểu gì Ngộ Khỉ chả thắng. Ngưu Ma Vương bị đánh cho gãy một bên sừng, còn sau đó thì... Hai, Ngộ Khỉ Super Fake trong True and False Monkey King năm 2020, thật giả Mỹ Hồ Vương, Đại Thánh Vô Song. Anh em đều biết Tôn Ngộ Không chính là Linh Minh Thạch Hầu, một trong tứ hầu hỗn thế. Trên Ngộ Khỉ còn có Lục Nhĩ Mỹ Hầu, Xích Khao Mã Hầu và Đại Ca là Thông Bích Viên Hầu. Còn đây chính là bốn thầy trò nhà anh Tăng đang trên đường tới Tây Trúc. Có lần đi tới Dương Gia Trang thì bị người dân ở đây tấn công. Đám người này vì sợ yêu quái nên đành nghe lời tìm cách cướp cây tích trượng của anh Tăng. Ui da, sao lại tào đâu ra một Ngộ Khỉ thế nhỉ? Mạnh giữ mày, thằng Ngộ Khỉ phách này chính là Lục Nhĩ.
Nó vì muốn cứu nữ yêu tử Đằng mà đồng ý với yêu vương, cải trang thành Tôn Ngộ Không, phá hủy kế hoạch đi thỉnh kinh của Đường Tăng. Đố anh em biết thằng nào là ngộ khỉ thật, thằng nào là ngộ khỉ fake đấy. Làm sao mà biết được khi bọn nó giống nhau như vậy cơ mà. Ngộ khỉ thật bị đánh cho bất tỉnh luôn, sau khi tỉnh lại mới biết mình đang ở Dương Gia Trang. Đám yêu quái ở đây thì lại cứ nghĩ ngộ khỉ là Lục Nhĩ Mỹ Hầu mới buồn cười anh em ạ. Tao là ngộ không nhé mấy thằng ngu, đến cả Tử Đằng cũng nghĩ đây là Lục Nhĩ Mỹ Hầu nhưng bị mất trí. Tử Đằng nói về Bách Hoa Thành cho ngộ khỉ nghe, bố cái con dở hơi, tao có phải thằng bồ của mày đâu. Thôi được rồi, tao sẽ đưa mày đi gặp thằng bồ mày đang giả làm tao nhé. Nhưng trước tiên thì mày phải cùng tao đi đến chỗ lão chuột này, lửa trong lò của nó có thể giúp tao trở thành Minh Đồng Gia Sắt. Ok rồi, giờ thì đi phang sấp mặt lợn thằng Lục Nhĩ kia thôi nào. Hay lắm ngộ khỉ à, nhưng bây giờ thằng nào mới là thật, thằng nào mới là giả. Anh Tăng thử niệm chú là biết ngay ấy mà. Gớm mày diễn cũng giỏi làm cơ, hết cách thôi thì đi gặp Đế Thính vậy. Đây là Đế Thính hả anh em, mà thế quái nào cả hai ngộ khỉ hợp lại cũng không đánh được nó nhỉ. À đánh được rồi, chúng mày dám đánh tao à, đã thế tao chỉ nói cho một mình con bé Tử Đằng biết thôi nhé. Được cái con bé này cũng không chịu nói cho mọi người biết mới oái âm trước. Ngộ khỉ bị vu oan là hàng fake cay lắm mà không làm gì được, lại còn bị Dương Tiễn đến bắt đi mới đau. Có giải thích thế nào thằng Dương Tiễn cũng không tin, khiến ngộ khỉ bị hóa thành đá. Loang ngoang ở chỗ thằng Lục Nhĩ thì muốn làm siêu anh hùng để bảo vệ Đường Tăng. Con bé Tử Đằng thì lại âm mưu lấy trộm cây tích trượng của anh Tăng, thế là... Thằng này khá quá nhở, dám giết em người yêu để bảo vệ anh Tăng cơ đấy. Con bé này thì dễ rồi, ông thử đánh nhau với thằng sư đà này xem. Ôi dồi ôi, tôi lại tưởng ông thế nào, bị nó đánh cho hiện nguyên hình luôn. Anh Tăng vì cứu mày mà đành phải giao tích trượng cho nó đây nhé. Thằng sư đà này sau khi có được tích trượng thì pháp lực vô biên, Dương Tiễn đến nói chuyện mà bị nó táng cho lên bờ xuống ruộng. Lúc này chỉ có ngộ khỉ kết hợp với Lục Nhĩ Mỹ Hầu mới đánh được thằng này thôi. Dương Tiễn đành dùng chút sức lực cuối cùng giải thoát cho ngộ khỉ, còn thằng sư đà cũng đã biến hình thành yêu quái siêu to khổng lồ. Oai một tí chứ nghĩ sao mà đánh lại hai con khỉ. Một, ngộ không ngáo ngơ trong Revival ở Monkey King năm 2020, đại thánh tái sinh, đấu chiến nghịch thiên. Ông con ngộ khỉ vốn có tính ngang ngược, chả sợ bố con thằng nào, thiên đình còn phải sợ nó cơ mà. Nhưng mà vào quy dày ắt có móng tay nhọn, mà móng tay nhọn ắt có đủ cắt móng tay. Ngộ khỉ bị bắt, thôi ngoan nào, đeo cái này vào rồi tao cho mày đi chơi nhé. Xong rồi giờ chạy đi chơi đi mày. Thằng cờ hó dám lừa đại ca à, thôi không sao vì đằng nào tao cũng ra được mà. Cũng chả hiểu ông đi chơi kiểu gì mà chui tọt vào chỗ để người ta đầu thai, thế là đành chấp nhận xuống hạ giới và trở thành Hoa Tiểu Thiên. Con bé tiên nữ A Thố cũng phụng mệnh xuống hạ giới tìm Hoa Tiểu Thiên luôn. Đúng là tiên có khác anh em nhỉ, đã sinh lại còn giỏi pháp thuật nữa. Vậy cho nên anh em đừng bắt chước ông con Hoa Tiểu Thiên muốn thử em nó kẻo lại. Có vai thiện thì cũng phải có vai ác anh em nhỉ. Vai ác của chúng chính là thằng này, nó là ác ma cự linh. Âm mưu của nó là lấy cắp thần khí của Hoa Tiểu Thiên, không dễ ăn đâu nha cưng, nó là của anh mà. Thằng ác ma cự linh cái gì cũng giỏi, mà giỏi nhất là lươn lẹo. Nó cho đàn em đi đánh Hoa Tiểu Thiên rồi cũng chính nó ra tay nghĩa hiệp. Kể ra thằng này cũng thâm hiểm thật, nó còn lừa Hoa Tiểu Thiên để cô cậu mang trả thần khí về chỗ cũ. Đừng lo, có tiên nữ xinh đẹp đây rồi. Trông em nó ghê gớm vậy chứ cũng chả phải đối thủ của ác ma đâu. Thằng này thì phải để Hoa Tiểu Thiên biến thành Tôn Ngộ Khỉ mới trị được nó. Thằng kia chạy đi đâu, ở lại đây chơi với tao một tí cho đỡ buồn. Ơ, nãy còn đánh hăng lắm mà, sao giờ lại ăn hại thế này rồi. Đánh nó cho đau vào, đến lúc không biến thành ngộ khỉ được lại bị bọn nó bắt cho. Em tiên nữ tới cứu thì cũng bị bọn nó oánh cho về với các cụ luôn. Đúng lúc đau khổ nhất thì ngộ khỉ lại biến hình, cũng may là còn cứu được em nó chứ không lại toang cả lũ. Sau khi được hồi sinh thì tiên nữ A Thố cùng Hoa Tiểu Thiên thành lập một đội để đi tiêu diệt ác ma, cái kết thì ấm lòng thôi rồi.
Hai đứa đã oảng, A Thố vì giúp Hoa Tiểu Thiên nên cũng oảng luôn. Lần thứ hai mày giết bồ tao rồi nhớ thằng cơ hó, biến hình nào. Giờ thì để xem thằng nào ăn được thằng nào. Anh em thích Tôn Ngộ Không nào nhất trong 3 phiên bản Tôn Ngộ Không trên? Hãy để lại ý kiến của mình trong phần bình luận cho Mọt và mọi người cùng biết nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. I love you Trịch Trịch. Bye bye!